Hey, mình là Di đây và chào mừng các bạn đã quay trở lại với tựa game táp này. Và hôm nay mình sẽ tiếp tục cái quá trình cho tụi nó quýnh với nhau ha. Thì game nó cập nhật một cái giao diện mới, nhìn dễ hơn và bắt mắt hơn rất là nhiều. Thì cái phần introduction hôm trước mình đã từng chơi rồi đó, các bạn thấy không, mở hết rồi. Bây giờ mình sẽ chơi tới phần The Adventure. Mình bây giờ mình sẽ chơi từng cái ha. Rồi, cái này chơi vui đúng không nè các bạn. Nhưng mà nãy mình chơi thử á, bây giờ cho các bạn xem. Ở đây có hai thằng khờ đúng không, bây giờ mình cũng sẽ cho hai thằng khờ. Nó là hai thằng halfling này đây. Mình còn chưa tới 20 điểm luôn mà 20 điểm không làm được gì hết trơn. Ôi cái tướng này nhìn nó như nhìn đi tắm nắng vậy đó. Ok, giờ là cuộc chiến 2-2 cân bằng. Nhưng mà hiện tại là đang là 2-1. Thằng kia đang nhảy xuống rồi, coi chừng chuột chân té chết mình nó còn. Ôi ý, nó bị kéo chân rồi. Ý ôi trời ơi, các bạn nhìn cái thế nó cầm không đó. Cầm đúng chỗ hiểm luôn, chứ khổ vậy ai chơi, chơi vậy ai độ. Thằng kia cổ nó cao lên luôn rồi kìa. Các bạn thấy cái cổ nó cao không, cao nhồng luôn cái cổ đó. Thằng đập nhiều quá, cái cổ nó cao rồi nè, nhìn hai thằng khác nhau luôn á. Nhìn cổ của thằng này nè, cái miệng của nó, cái cổ của nó đó. Cao nhồng luôn. Rồi mình chết anh thằng rồi, toàn rồi, sao chết ta. Quay thua luôn kìa, 2-2 mà thua luôn. Không tính được luôn. Hỏi mấy thằng ngu quýnh lộn nhau. Giờ mày muốn gì? Mày muốn cái gì? Ôi hai cái hội đồng team mình kìa. Hai này nó bằng nhau cho nên mình nghĩ là thắng thua là hên xui thôi, chứ không có vụ mà thằng nào mạnh hơn thằng nào nữa trơn á. Giờ hên xui là nó quýnh vô chúng ngay điểm mất máu nhiều hơn thì nó thắng thôi. Sao hai kia nó cứ nắm cổ thằng mình hoài thôi, nắm cổ áo hoài luôn cái đó. Chết tim tôi rồi. Rồi thằng kia chết rồi. Thiệt rồi, thằng kia chết thiệt rồi. Ủa, 2-1 không quýnh lại đâu. Sao hai mày ngu dữ vậy? Thằng đứng đây. Ok. Chú. Rồi, bắt đầu cuộc chiến. Vô, trên quýnh dưới. Rồi, đè xuống. Ừ, đúng rồi. Ê, tái hồng nó chết rồi. Đó, các bạn thấy không? Hên xui thôi chứ không phải là do... Tại vì tụi nó bằng nhau, nó ngang sức với nhau á. Đánh nhau gì còn là hên xui thôi. Quýnh lại hết mệt rồi chứ. Ok, bóp tim khá là hay. Thằng này giờ lo đang kia giờ phóng tới đập mặt xuống đất. Ca mặt xuống đường. Nó có tiếng gì ta? À, thì nói chung là hên xui thôi. Qua màn đi ha. Rồi, màn tiếp theo là mình có một đám khờ luôn, cái đám như lúc nãy vậy đó. Cho ai quýnh bây giờ ta? Cho con voi quýnh là thắng chắc luôn. Nhưng mà mình không muốn cho thần chết quýnh nữa coi. Chết ăn chắc không ta? Tại thần chết nó đâu thế nào dưới một lúc nhiều đứa vậy. Ôi cho mình nó lại được rồi đó. Nó có cái chiêu gì mà nó quạt một phát bay đó hết trơn luôn các bạn. Chết quá trời chết luôn. Ôi này mạnh quá ai chơi, mạnh quá ai độ. Cướp biển nữa coi. Một bà chị sao cân hết được nguyên đánh lâu nhóc này. Ôi nó nhảy vô. Ê bà này bà hơi bị cao luôn á. Bà cao đùng, bà cao quá trời, bà to lắm luôn, bà to gấp đôi tụi nó luôn. Rồi chơi ném bom nữa, bà chơi gì ai chơi. Ôi ôi, các bạn thấy bà chơi ném bom không, bà chơi bà ném một cái chơi bom, chết một nùi luôn. Cái biển khôn vậy. Có 300 thôi hả. Team bạn là đám thổi sáo hả. 300 cho vài thằng bắn cung được rồi. Team bạn là mấy thằng hỏi sáo và... Kiểu này hơi khó, để coi mấy thằng bắn cung nó có ngu nó nhảy xuống không nha. Ê. Team bạn hơi bị ngáo luôn. Hai bay đứa nhảy xuống mày, nó dụ mấy thằng nhóm này, nó dụ mình đi theo nó hay sao á, kiểu nó bật hát đàn xong mình đi theo nó nhảy xuống dưới, nó chết nguyên đám luôn. Bắn đi hai thằng ông nội. Ôi thằng này mặt gì ghê vậy? Như Master Yi vậy, sao thằng này thằng kia khác nhau vậy ta? Nhìn ghê thiệt chứ. Bắn đúng ghê luôn, giống Master Yi thiệt, nhưng Master Yi nó nhiều, nó cụm nhiều hơn. Đợi tới mai luôn. Thiệt luôn là mình đợi nó tới mai luôn á. Để mình vô thằng mình bắn thử. Từ. Hay bắn được thằng này, cái đó bắn được thằng kìa. Thôi cũng hay.
Bắn nó, chết cha nó, đúng rồi, bắn nó. Ừ. Anh quá hay. Rồi mình bắn cũng hụt luôn. Cái chấm nó rõ ràng để ở đây mà. Game gì lừa gì phải để vô đích thằng này mới bắn trúng đích thằng này. Nè chắc chắn chết nè các bạn nhìn nè. Bắn vô đích thằng này nha. Ủa cái gì vậy ta? Không hiểu ơi, đứa coi chừng đứng bị lọt. Không hiểu luôn. Ê nó bắn trúng mình kìa. Ê nó bắn cái cung trúng mình kìa. Mày muốn cái gì? Thằng quý đỏ. Thôi nghỉ chơi. Hết biết nói gì rồi. Cái cơ cấu game này nó lạ đời quá. Bắn mà biết khi nào trúng. Chó. Lúc nào mình chỉ lên trời sao nó bắn xuống dưới. Sao mình chỉ bên này nó bắn góc này, chỉ ở đây nó bắn vô. Chứ đâu ta nãy nó bắn gì, nó bắn lệch lệch đâu. Mình hết biết nói gì rồi các bạn. Game quá thông minh. Đi. Cuối cùng cũng chết. Tụi kia nó tự chết thôi chứ không có gì. Wow, team bạn có thằng già, thằng tổ hình như hơi bị nhiều mấy thằng bond match, ok. Với lại cái tụi protector. Ai thích thì chơi, vô chơi tụi bay. Con giò dư sức ăn. Giò nói chung là nó khá là khỏe, mình chưa thấy con nào trùng nó là xuống bắn giò mình mới chết thôi, nó. Nó còn như dưới nó chưa được, do nó vừa tiếp cận là nó càng hết trơn rồi. Tuổi, định phát chết hết. Tuổi gì? Nữa hả? À, bây giờ là tới thằng quỷ này quýnh với quỷ này. Được, hai người quýnh nhau, là thắng. Cóc đó. Ôi, các bạn có cái thế lúc nãy không? Các bạn có cái thế lúc nãy không? Bá đạo vãi. Nè, hên xui lo ngàn năm mới có được một cái lần. Chán hả tụi bay thiệt chứ. Hết biết nói gì luôn. Lại. Nó kiểu là hên xui thôi, thằng nào quýnh trước thằng đó thắng. Cầm mấy cây đập vô phát, nào quýnh trước thằng đó thắng. À thôi cảm ơn hai anh rất là nhiều. Thì bên này thắng bên kia thắng thì nói vậy thôi. Ok qua màn. Nghe mùi tiệm bạn có nấp, mình nghe cái tiếng nhiều lắm. 3800 hả? 3800 chơi bà Pirate Queen coi. Đó nấp ơi, tôi biết mà. Nãy bà có trái bơm. Ờ đùa, bên này luôn hả? Ê đông vậy? Chết bà rồi. Tụi cái gì? Bơm nó rút ra coi, nổ tụi nó chết coi. Ê bơm ra được kìa. Xin vậy? 3 trái, 4 trái luôn. Đá nó, ừ, tung nó. Mày, tụi mày dám bưu chân bà đá. Rồi, bơm ra được rồi. Ê, bà khôn lắm nha, bà thả bơm nó bay nhảy lên trời nha. Khôn đấy. Tụi mày chơi chấp nó chứ, giờ vô chỗ kiếm nữa nha. Khôn thiệt. Đúng con mắt à, dòng họ Minion hay sao, nhưng mà khôn thiệt. Một ngàn năm Captain. Thôi mình Captain cái chém lại. Cũng trâu dữ. Trâu quá, như vậy là trâu rồi. Bị nó quýnh quá trời. Nó đánh nắm quá trời luôn mà vẫn còn sống. Đúng là đáng giá ngàn năm thiệt. Còn hai thằng rồi, cố lên. Ừ, một thằng nữa. Game này dễ. Xong, qua mạng. 4200 cho tụi này. Ê, lấy xe tăng cho thử. Mình chưa bao giờ thấy xe tăng là nó hoạt động nhiều. Bầm. Bay vô hộ. Ê, nó bay vô nó bị vô cuốn theo nó chết luôn các bạn. Mặc dù nòng súng bắn không có trúng nhiều, nhưng mà nó bay vô nó tự cuốn nó chết luôn. Mà này cho 4200 có vẻ là hơi nhiều điểm. Dễ quá rồi. Quá dễ. Dễ vậy ai chơi. Nữa hả? Đợt này là thằng ông nội cầm đây, Farmer này đúng không? Vô hai anh quýnh lộn mới có ai thắng. Xin đó.
là để đứng cùng vị trí nó hai cây rồi vô. Xin nó. Ok. Cái thế đẹp ha. Thế này đẹp nè. Thế này đẹp nè. Hình xưa thôi. Chị P à? 8.000 điểm cho cái map này. Trời, có nhiều quá không? Cái đây nó có nhiêu đâu? Ê mà tụi này nó cầm cung. Ồ không, nó cầm ấy cái lưỡi hai. Ê tụi này bánh hơi bị mệt luôn á. Tụi này nó chặt được con voi á các bạn. Nó khỏe lắm luôn á. 8.000 cũng đúng ha. Sẽ tăng thử coi. Tụi này nó chặt được con voi á, đừng có giỡn. Nó khỏe lắm, cái tụi lưỡi hái này kinh dị luôn. Tụi dê sẽ tăng. Rồi sẽ tăng lên nạp đạn rồi. Ê, tụi này không động được tới sẽ tăng các bạn. Ý, chết tụi bay chưa. Nó cuốn vô luôn, cái lưỡi sái, cái lưỡi hái bị cuốn vô luôn. Rồi đây còn hai đứa nó bị dướng. Nè coi đạn nó tập trung nó bắn nè. Chú bị, 3, 2, 1, bắn. Ủa cái gì vậy, bắn đi. Hello. Ờ nó bắn nè, nó còn đạn mà. Nó còn đạn mà nó bị gì, nó bị kẹt, nó bị gì á. Đó, nói mà. Hơi bị kẹt xíu thôi, không cảm. Tụi này nó chặt được một con voi các bạn tin mình đi, nó ghê lắm. Ơ à. Ủa là quân của nó sao nó đứng bên mình hết trơn rồi. Quân của nó mà đúng không, nó đứng bên mình nè. Chơi dễ chơi mày, chơi mày. Ôi nó không tới được luôn, rồi tới được rồi. Tới hộ cái luôn. Tuổi, tụi bay tuổi. Chắc là tại sao nó cho 4.000 điểm thôi. À, lại nữa. Ê, cái giáo hơi dài nha bạn tôi. Cái giáo là thằng Sarissa đúng không? À, giáo hơi dài nha bạn tôi. Xin nó. Tiếc chơi. Nè chơi lại nè. Giờ chơi lại sao ta? Hình như không chơi lại được. Chơi lại phải ra out ra vô lại màn. 4.000 điểm. Vẫn là sẽ tăng tiếp thôi. Khi sẽ tăng cân hết mọi thứ. Sẽ tăng mạnh á, nhưng mà hình như có một thằng lái bên trong mà các bạn. Đúng rồi, có một thằng điều khiển bên trong mà. Cho nên nếu mà nó chết là sẽ tăng nó dùng hoạt động liền luôn. Ý, có thằng vua nè. Cho nó ăn đạn nhiều nha, đúng rồi. Không có kịp đi luôn. 2.000 hả? 2.000 thì sẽ tăng được. Chơi hai con ngựa coi đâm được không. Được. Ê, tính là nguyên một vàng búp luôn á. Nguyên một vàng búp mà có một thằng. Thằng gì đây? Team nó có thằng gì vậy? Có một thằng quýnh à, nguyên một vàng búp luôn. Đẹp. Thôi tụi bay chết nó tới nơi rồi. Thằng kia đó chạy là con ngựa đâu, các bạn thấy không? Nó giết xong hết cái đám này, nó giết cái thằng kia. Cũng khôn. Đó. Rồi, mày tuổi gì mà được búp? Thông minh, ai quý vô cực. Ở đây có mấy thằng mà sao cho tới 4.000 như vậy, sẽ tăng tiếp nè. Mình thấy từ đây nó có vẻ chơi hơi dễ quá. Bắn kia là còn bắn thêm gì nữa chứ. À nó vẫn chưa chết, hai con gấu nó hơi trâu. Mà tụi này nó mới chạy vô được bên trong. Trừ khi có súng bắn được bên trong, mình nghĩ có súng bắn được bên trong. Đó. Có súng bắn được, còn không là không bao giờ chạm được nó luôn. Kiếm, dao, đao gì không bao giờ chạm được. Mà chơi vui ha. Chơi anh trai. Sợ anh chắc. Chó. Ôi rồi, hai con hụt hết chân rồi. Chó cho nó coi, chuẩn bị. Lại rồi. 1, 2, 3. Chó. Ok, kiếm đâu kiếm. Rồi thằng nội kia chơi cái chiêu gì bá đạo vậy. Chặt cái giò nó. Trời sao ngu vậy, tim mình nó nằm nó luôn, nó không biết ngồi vậy à, nó quơ quơ gì hết trơn á. Nghe tiếng nãy nó chặt ngay cổ. Ý. Cái 1.000 điểm. 1.000 điểm mà toàn nó mấy thằng thổi sáo không à. Ê mình thử cho thằng này đi nha. Tụi này nó ngu lắm, tụi này nó bị ngáo. Để coi. Tụi này nó bị ngáo. Nó không có sát thương gì hết trơn á.
mình nhớ là tụi nó hát nhạc xong có một số thằng bị thôi miên hay đi theo nó rồi lọt xuống dưới hết trơn luôn. Tụi này nó có cái tính tự tử. Hoặc là có một đợt có bạn nào đó comment kêu là hát để giúp cho team mình nó kiểu nó chiến đấu sôi động hơn á. Mà thấy có vẻ là team mình thua trước rồi đó. Leo được trong cống nào không phải là vấn đề nè. Không phải được. Ok. Nguyên vàng đi theo luôn. Vô đi, vô đi, vô đi, mời vô nhà. Tự nhiên cứ tự nhiên vô nhà. Thằng này bị buồn ngủ quá hả? Thế nó kẹt hết trơn, nó không đi được. Coi như là các bạn cần phải có một con nào đó nó giết. Tại vì tụi kia nó không có ăn được, cho nên ninja coi. Tụi kia nó không có tính sát thương cho nên là không có làm được gì hết trơn. Chuẩn bị nè. Chết. Khốn, đi đúng khốn luôn. Một thằng một hướng rồi, không biết đi hướng nào luôn. À trời, hai phi tiêu là chết rồi. Ê, đừng có dụ ninja ta đi xuống dưới nha mày. Ninja bị thông minh á. Khôn đi chứ. Nó tới, xong rồi thằng ninja mình đi theo nó sẽ quay đầu đi liền luôn. Đúng khôn luôn. Cái thứ gì á. Chẳng có thứ gì khôn, ai chơi. Nãy các bạn nhìn nha, mấy thằng đi theo nha. Xong rồi ninja nó quay mặt qua, nó đi ngược lại, nó quay lưng lại nè. Nó dụ để đi xuống dưới. Ê, giết nó lẹ, giết nó lẹ. Ok, quay đằng sau quay. Ừ đúng rồi đó, này nè các bạn nhìn nè. Đó thấy không? Đúng khôn luôn. Nó dụ không à, nó dụ để đi theo nó. Chứ đâu phải là nó tăng cái gì đâu, nó không phải tăng tụi kia nó quýnh hay hơn, quýnh mạnh hơn gì hết trơn á. Nó dụ người danh nha, tội nghiệp đi vòng vòng. Nó dụ thường là nó kiếp cho tụi tử xong nó lo nguyên đáp. Ờ rồi. Quay đầu. Ninja. Ừ đúng rồi. Ninja. Nó xuống nước rồi. Ủa bây giờ chém bên kia coi. Phi nó dài phi coi. Hả, thằng kia đang nhây đó. Phi nó dài phi coi. Còn một thằng cuối cùng mà. Để coi nếu mà nó lâu quá mình sẽ giúp nó nhảy lên. Chứ bây giờ nó đứng nó không biết nhảy. Thằng quỷ kia nó cũng đứng nó vòng vòng không à. Tao giúp mày nhảy lên nè. Rồi ok. Tụi bay tự xử đi. Tuổi gì? Tuổi gì dụ tao theo mày. Mém xíu nó lọt thiệt rồi đó. Trời nó phát coi. Nhanh lên. Phi. Ừ. Láo chó. Nó người mà nó chó lộn. Rồi team bạn có một vàng máy bắn đá. Được. Máy bắn đá vết xe tăng. Team bạn tuổi gì? Đây. Cận cảnh cho các bạn xem máy bắn đá vết xe tăng. Ok ha, máy bắn đá nha, xe tăng nha. Team bạn tuổi. Team bạn không có tuổi luôn. Chơi nè. Rồi bắt đầu đi. Đâu có bị hư xe tăng đâu. Bị đẩy lùi thôi, nhưng mà xe tăng mình nó chưa có đạt được tới cái phạm vi để nó có thể bắn đá, bắn đạn. Ồ, oh, kèo này chua vậy. Ê, bể xe tăng rồi kìa, bể xe tăng rồi kìa. Wow, kèo này chua vậy. Chua, đặt xe tăng sát lên đây mới được. Tụi đá nó đứng xa quá. Xe tăng mình nó phải quay nòng nó mới bắn được. Kèo này chua lẹ rồi. Xe tăng chớm lại rồi, chưa kịp gì hết là nó bắn trước mình rồi. Không được, kiếm con khác chơi mới được. Hai con ngựa đi em vòng phá nó. Nó biết né kìa. Ừ, xiên nó, ừ, đúng rồi. Cái gì vậy? Thì bây giờ chỗ người ta ba nằm ba ngủ luôn vậy ba. Còn 1, 2, 3, 4 xe, 5 xe nữa. Vẫn còn ngựa trên đó. Cứ còn người là nó sẽ tạo đá lên và nó sẽ bắn đá mình ha. Xiến nó đi. Ừ. Một thằng cuối cùng. Xe tăng chém được, tại vì xe tăng nó không thể tiếp cận được. À, tiên bạn trong núi đúng không? Nghe mùi trong núi. Nghe mùi tiên bạn trong núi. Ở đây. Trời đông vậy. Thổ dân trong núi. Ôi đông vậy. Đông chứ sợ. Coi. Chưa kịp coi, chưa kịp coi. Để lo đi vô trong hang không mà. Cái bị dính trong hang luôn. Gọi là tụi nó vừa đi ra khỏi hang là ăn đạn chắc luôn á. Nè. Ăn đạn nè. Đùng. Khỏi ra luôn. Tụi bay khỏi ra luôn.
Đơn giản như trở bàn tay vậy. Nữa. Sao nó khoái cho quýnh cái kiểu này quá ha. Super. Này là thằng này đúng không? Ừ đúng rồi. Quýnh mệt thì chứ rồi. Trượt chân rồi. Ơ à, trượt chân té là chết. Mày ngu hả mày. 4.000 mà sao có mấy thằng vậy. Sao team nãy giờ nó chơi cho mình dễ quá ha. Thiệt luôn á. À thì ra là 4.000 điểm có lý do. Cái thằng Swordcaster này là nó là dạng như một pháp sư, xong rồi nó lấy mấy cây da xung quanh nó trời nó xiên chết queo nó rồi, tại vì tụi nó đông á, núp lùm dưới này là mình không thấy được. Sẽ tăng ra tiếp tụi mày. Tụi nó đứng trên cây luôn mình không đi luôn, mình chỉ tưởng phía này không à. Chơi bắt đo, chơi mất. Ui tụi tụi bay tụi rồi bắt xe tăng tao. Mấy bé còn non và xanh lắm. Tụi này không bao giờ chạm được cái xe tăng mình. Giờ lại xe tăng mà chỉ sợ đá bay từ xa nó sẽ đẩy xe tăng ngược lại. Và cung hình lắm, cái cung nó bắn vô trong thằng kia là chết liền ngực tức luôn. Còn lại là tụi cận chiến không bao giờ có cơ hội mà nó tiếp cận được luôn á. Nó còn thằng hả? Còn thằng nó bị cuốn, nó chưa có giết được. Nó bắn nó mới chết, còn nó bị cuốn rồi. À vẫn còn một thằng. Ok, xong. Rồi ok, vậy thôi video này mình cũng sẽ tạm dừng tại đây. Nhớ là cảm ơn các bạn đã dành thời gian theo dõi cái tựa game Tap này. Và hẹn gặp lại các bạn ở video sau. Chào các bạn, bye bye.